Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm báo online thứ Bảy ngày 27 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là một người trong đội ngũ học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trung thành tuyệt đối với khát vọng hòa bình và độc lập, tự do cho đất nước. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, mùng 1 tháng 7 1915, mùng 1 tháng 7 2015, báo Nhân dân điện tử ra ngày hôm nay có bài Từ cội nguồn sức mạnh và sức sáng tạo của dân. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư của Đảng giữa lúc tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, kinh tế xã hội trong nước gặp khó khăn. Song đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể lãnh đạo chủ động sáng tạo, vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách, kiên trì thực hiện đổi mới, nhưng kiên quyết bảo vệ các nguyên tắc, định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia, đó là tiêu đề của bài viết được đăng tải trên báo Nhân dân điện tử ra ngày hôm nay. Tác giả bài báo khẳng định, cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2015 trên toàn quốc đã hoàn tất và đảm bảo đúng kế hoạch. Theo kế hoạch, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2015 từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 sẽ là đợt cao điểm các đội thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh tại các nhà ga, bến xe, điểm trung chuyển xe buýt, chung quanh khu vực thi. Trước đó, hàng nghìn thanh niên tình nguyện trên cả nước đã tìm được hàng trăm nghìn nhà trọ, suất ăn miễn phí, giá rẻ giúp thí sinh. Đây là những hoạt động ý nghĩa nhân văn nhằm giúp thí sinh yên tâm dự thi để đạt được kết quả cao nhất. Các thí sinh lưu ý, trước khi vào phòng thi, nếu thí sinh nào không nắm vững được quy chế thi sẽ gặp khó khăn, sẽ mất điểm oan. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những chỉ dẫn để giúp thí sinh tránh được những tình huống này. Báo Dân Trí ra ngày hôm nay đã đề cập chi tiết vấn đề này. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Không được mang giấy than bút xóa, cần tuân thủ 10 quy định trong phòng thi, cần nắm rõ các loại máy tính cầm tay mà Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép thí sinh được đem vào phòng thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015. Từ trước đến nay, khi nói đến những vướng mắc trong thủ tục hành chính, thì thủ tục của ngành thuế luôn được dư luận xã hội xếp vào hàng nhưu khê bậc nhất. Về vấn đề này, báo Đại Đoàn kết ra ngày hôm nay có bài Vướng vì thiếu đồng bộ. Theo quy định của luật sửa đổi, các doanh nghiệp tại địa phương có đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin bắt buộc phải kê khai nộp thuế qua mạng. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, nộp thuế điện tử chủ yếu chỉ mang tính vận động là chính, vì tư duy quản lý dựa trên sự nghi ngờ vẫn còn đậm nét. Rõ ràng, sự thiếu đồng bộ đã khiến cho cải cách thủ tục hành chính thông qua chương trình nộp thuế điện tử đã bị vướng mắc không nhỏ, khiến các doanh nghiệp không mặn mà đón nhận. Hai tháng nay, nhiều người dân giật mình vì hóa đơn tiền điện tăng quá mức. Phản ánh về tiền điện tăng bất ngờ, người tiêu dùng nhận được ngay câu trả lời của ngành điện là do nắng nóng, do sử dụng nhiều điện năng. Báo Đảng Cộng sản ra ngày hôm nay có bài Giật mình với hóa đơn tiền điện. Khi nắng nóng bao vây trên diện rộng, người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành phố mới thực sự giật mình khi nhận được hóa đơn tiền điện tháng 5 và tháng 6 cao gấp 2-3 lần so với những tháng trước. Phản ứng về giá điện, tiền điện tăng bất ngờ, người tiêu dùng nhận được ngay câu trả lời của ngành điện là do nắng nóng, do sử dụng nhiều điện năng. Đổ lỗi cho ông trời, cho người sử dụng điện không khó. Cái khó là ngành điện cần tìm ra được giải pháp tối ưu, đảm bảo hài hòa lợi ích hai bên. Nguy hiểm, nhiễm độc trì do uống thuốc cam trôi nổi, đó là tiêu đề bài viết của tác giả Nguyễn Hương đăng trên báo Công an Nhân dân ra ngày hôm nay. Mặc dù đã được rất nhiều các phương tiện thông tin đại chúng khuyến cáo về hậu quả của việc tùy tiện mua thuốc cam trôi nổi cho trẻ nhỏ uống, tuy nhiên vẫn không ít các bà mẹ vì thiếu hiểu biết mà vô tình khiến con mình bị ngộ độc trì từ những túi thuốc cam ấy. Hiện nay, tại nhiều phiên chợ quê, những bà lang, ông lang thường bán những gói thuốc lá cây, thuốc nam bào chế dạng bột màu đen, màu trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tác giả bài viết mong rằng để giúp con em mình được khỏe mạnh và phát triển, mọi người hãy là những bậc cha mẹ thông thái, cần cương quyết nói không với những loại thuốc cam bán trôi nổi trên thị trường.
Chuyên mục Điểm báo online của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang hôm nay đến đây xin được khép lại. Để biết thêm chi tiết cũng như cập nhật những thông tin mới về sự kiện, mời quý vị và các bạn tìm đọc trên các trang báo điện tử Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, Đảng Cộng sản, Báo Đại Đoàn kết, Báo Dân Chí và Vietnamnet. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.